Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện có báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể cho mỗi người chúng ta có hai hình ảnh. Một người thì có được viên ngọc quý, một kho báu để chôn giấu dưới đất, để rồi đi tìm nó và bán tất cả những gì mình có để mua những thửa ruộng, mua những tài sản vật chất trần gian. Rồi nước trời cũng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc quý, và anh ta tìm được viên ngọc đó rồi bán tất cả đi để mua lại viên ngọc, giá trị của viên ngọc đó. Chuyện kể rằng có một thanh niên khi đi theo một vị đạo sĩ, và anh ta đi đến giữa một khu rừng. Anh ta nghe nói khu rừng này người ta chôn những kho báu, những vàng bạc ở đó. Để rồi anh ta gặp một người thổ dân, và anh ta hỏi nơi chôn những viên ngọc, những thỏi vàng đó. Và người thổ dân đã chỉ cho anh ta, khi anh ta đào xới lên thì gặp một viên ngọc quý đó. Một viên ngọc quý, để rồi anh ta lại đưa cho người hiền triết, người thầy của mình, để nói cái giá trị của viên ngọc mà anh ta đã đào được. Thì chính người thầy đã nói rằng: anh hãy cầm viên ngọc đó đi, để rồi anh bán đi, và dùng tất cả những thứ mà anh bán được để anh chia lại cho những người khác, mới chính là một người chân lý thực sự, mới chính là một người đi theo con đường chân thật. Và giá trị của sự chân thật đó toát lên một viên ngọc quý, đó là giúp cho anh ta đi vào một con đường quân tử, một con đường ngay thẳng và con đường sống yêu thương. Và từ đó chính anh chàng này đã đem viên ngọc đó trở lại ngôi làng của mình bán đi, để rồi anh dùng những thứ đó để đi theo người thầy của mình, Phật sư phụ của mình, để lo cho người nghèo. Câu chuyện gợi lên cho mấy người chúng ta: nước trời cũng giống như viên ngọc quý, mà viên ngọc quý mà Thiên Chúa trao tặng cho mấy người chúng ta không phải là của cải vật chất trần gian này. Của cải vật chất trần gian chỉ là những thứ tạm bợ, và viên ngọc quý hơn đó là chính lời Chúa. Lời Chúa ban cho chúng ta lương thực hàng ngày, lương thực trường tồn. Lời Chúa đem lại cho chúng ta giá trị yêu thương, giá trị tin mừng. Và giá trị tin mừng đó là giá trị của lòng bác ái yêu thương người. Lòng bác ái yêu thương người chính là viên ngọc quý mà Thiên Chúa ta ban tặng cho mỗi người chúng ta. Và viên ngọc quý đó đang ở trong tâm hồn của mình, để chúng ta biết chia sẻ tâm hồn đầy yêu thương đến với anh chị em đồng loại chúng ta, và chia sẻ tình yêu thương đó với một ánh mắt đầy lòng thương xót, đầy yêu thương mà một Thiên Chúa giàu lòng thương xót yêu thương đang bao bọc yêu thương và chia sẻ lòng thương xót của Ngài cho chính mỗi người chúng ta. Thì viên ngọc quý đó là lòng thương xót và sự yêu thương, lòng bác ái quảng đại, hy sinh phục vụ tha nhân nơi chính bản thân của chúng ta. Viên ngọc quý đó, viên ngọc của đời sống yêu thương đó chính là viên ngọc của lời Chúa. Và thực hành trên lời Chúa là chúng ta đã với được viên ngọc quý mà Thiên Chúa trao tặng, để trao viên ngọc quý đầy yêu thương đó đến với anh chị em đồng loại của mình.
Vâng, thưa anh chị em, viên ngọc quý mà hôm nay bài tin mừng cũng muốn nói lên hay một kho báu được chôn giấu trong ruộng, bài tin mà bài tin mừng cũng muốn nói lên cho chúng ta để chúng ta đánh động tâm hồn của mình. Chúng ta chôn kho báu yêu thương thì chúng ta hay lấy nó lên để chia sẻ cho anh chị em xung quanh. Và chúng ta chôn viên ngọc quý đầy lòng thương xót của Thiên Chúa thì viên ngọc quý đó chính gần đưa giúp chúng ta đến với anh chị em đang thấp cổ bé họng trong xã hội, đang bị xã hội bỏ rơi. Và chính lời Chúa là viên ngọc quý đưa chúng ta đi vào con đường lòng thương xót của Thiên Chúa trong năm thánh lòng thương xót mà giáo hội đang cử hành. Chỉ nhờ đó chúng ta mới trở thành chứng nhân rao giảng tin mừng, và chúng ta mới trở thành chứng nhân của lòng thương xót mà Thiên Chúa cho ban cho chúng ta, nhất là trong năm thánh lòng thương xót này. Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và hiệu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào thì Chúa cũng lấy lòng vết nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thuộc tạo phải phụng thờ Chúa, mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng: Thiên Chúa các cao binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân gian Chúa. Hoan hô
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế Chúa con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những cuộc lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện ôm mình chịu khổ hình, Ngài cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nôm vì các con. Cùng một tay thức ấy sau bữa ăn tối, Ngài cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên mong nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Paulo, Tổng giám mục giáo phận chúng con, Đức Hồng y Gioan Baptista và toàn thể hàng giáo sĩ. Hiệp ý trong thánh lễ này, chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin tạ ơn bình an xin ơn dự ý. Chúng con dâng lên Chúa những linh hồn chúng con cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng như thế chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ai thấy được vào hưởng ánh sáng tối nhan Chúa chúng con này. Xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Cha chỉ đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa một lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi bệnh loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Jesus Kitô đấng cứu độ chúng con. Và vinh quang là của Chúa
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Tôi để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn thấy đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy chi Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Mình bảo mặt anh Chúa trong những con. Joy!